Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài thứ hai trong chương trình địa lý lớp 9. Mời các em lấy tập, lấy sách ra chúng ta theo dõi nội dung bài học ngày hôm nay và các em ghi chép bài đầy đủ nhé. Bài thứ hai là bài dân số và sự gia tăng dân số. Ở cái bài này về nội dung bài học có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là dân số, nội dung thứ hai đó là sự gia tăng dân số và nội dung thứ ba đó là cơ cấu dân số. Và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nội dung một. Và đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ nhất đó là về số dân của Việt Nam. Ở cái phần nội dung thứ nhất này, cô có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là dựa vào vốn hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết số dân Việt Nam trong thời gian gần đây nhất là bao nhiêu và xếp hàng thứ mấy ở khu vực Đông Nam Á, ở châu Á và trên thế giới. Số dân của Việt Nam trong thời gian gần đây nhất là bao nhiêu các em? Theo số liệu thống kê của năm 2019 thì nước ta có số dân là 96,2 triệu người. Với số dân đó, dân số của Việt Nam xếp hàng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines và xếp hàng thứ chín ở châu Á sau Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Nga, Nhật và Philippines và xếp hàng thứ 15 trên thế giới. Đó là câu hỏi thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang tiếp câu hỏi thứ hai là hãy cho biết Việt Nam có cái diện tích là bao nhiêu và đứng hàng thứ mấy trên thế giới về diện tích. Đây là kiến thức chúng ta đã học trong chương trình địa lý lớp 8 rồi và đây là kiến thức của bài 23. Các em còn nhớ hay không nè? Việt Nam có diện tích là 331.212 km vuông, đứng hàng thứ 58 trên thế giới về diện tích. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là với cái số dân là 96,2 triệu người, đứng hàng thứ 15 trên thế giới và diện tích là đứng thứ 58 trên thế giới. Với số liệu này chúng ta có thể rút ra một cái nhận xét là Việt Nam là một nước đông dân. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về nội dung thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai, đó là phần gia tăng dân số. Mời các em quan sát một cái biểu đồ về thể hiện tình hình dân số ở nước ta qua các năm. Đây là một cái biểu đồ kết hợp. Tại sao cô gọi đây là biểu đồ kết hợp? Bởi vì nó kết hợp mà hai biểu đồ lại với nhau. Một là biểu đồ thể hiện dân số, biểu đồ cột. Ở đây chúng ta có tất cả là 10 cột nè. Đây là cái biểu đồ thể hiện về dân số. Và một biểu đồ nữa đó là biểu đồ đường. Biểu đồ đường thể hiện cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta với đơn vị là phần trăm. Như vậy thì qua cái biểu đồ này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cái tình hình dân số ở nước ta qua các năm như sau. Chúng ta quan sát cái biểu đồ thì chúng ta thấy từ năm 1954 cho đến năm 2017 thì chúng ta quan sát về cái số dân của Việt Nam qua các năm. Số dân của Việt Nam qua các năm các em thấy như thế nào các em? Có thay đổi hay không? Có thay đổi và thay đổi theo chiều hướng như thế nào? Rõ ràng là chúng ta thấy các cột biểu đồ ở đây, chúng ta thấy chiều cao của các cột này là có sự thay đổi theo hướng tăng dần. Chiều cao tăng dần lên. Và như vậy thì chúng ta có thể rút ra được một cái nhận xét đó là dân số Việt Nam tăng liên tục qua các năm. Ta nhìn thấy số liệu nè. Năm 1954 là 23,8 triệu người, đến năm 1960 là 30,2 triệu người, năm 1965 là 34,9 triệu người và
Cứ thế chúng ta thấy cái số liệu ở các cái đầu cột này tăng lên dần cho đến năm 2017 thì cái số dân của Việt Nam là 93,7 triệu người. Như vậy chúng ta rút ra một cái kết luận là dân số nước ta tăng liên tục qua các năm, và chính xác là tăng bao nhiêu thì ở đây cô chia ra làm 3 giai đoạn lớn. Giai đoạn 1 là từ năm 1954 cho đến năm 1976. Khoảng thời gian này là 22 năm thì chúng ta xem số liệu thay đổi như thế nào nha. Từ 23,8 triệu người năm 1954 đến năm 1976 là 49,2 triệu người. Như vậy khoảng thời gian này là 22 năm chúng ta thấy dân số của Việt Nam tăng lên 25,4 triệu người. Tiếp tục sang giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai là từ năm 1976 đến năm 1979 nè. Thì chúng ta thấy là số liệu cũng tăng lên, và trong giai đoạn 2 này thì cái số dân của Việt Nam là tăng 27,1 triệu người, và từ năm 1999 cho đến năm 2017 thì chúng ta cũng thấy số dân của Việt Nam tăng từ 76,3 triệu người lên 93,7 triệu người, và số dân Việt Nam trong giai đoạn 3 này là tăng 17,4 triệu người. Như vậy thì nếu như chúng ta tính trung bình từ năm 1954 đến năm 2017 thì trung bình mỗi một năm nước ta có thêm khoảng hơn 1 triệu người. Như vậy thì theo em dân số tăng nhanh mang đến những cái thuận lợi và khó khăn nào cho sự phát triển kinh tế của nước ta các em? Dân số đông sẽ đem đến thuận lợi gì nè? Dân số đông sẽ đem đến thuận lợi là nước ta có nguồn lao động dồi dào và có thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn. Tuy nhiên bên cạnh những cái thuận lợi đó thì việc dân số tăng nhanh cũng gây ra rất nhiều những cái khó khăn cho xã hội cũng như là cho sự phát triển kinh tế và tài nguyên môi trường của nước ta. Thì cái phần khó khăn này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở nội dung kế tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phân tích tiếp cái biểu đồ thứ hai, đó là biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên, đó là biểu đồ đường nè các em. Các em nhìn biểu đồ đường. Chúng ta sẽ nhận xét cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta từ năm 1954 đến năm 2017. Chúng ta quan sát nè, từ năm 1954 cho đến năm 1960, chúng ta thấy cái đường biểu diễn này nó có cái chiều hướng đi lên nè, có nghĩa là cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta tăng, và chính xác là tăng bao nhiêu thì chúng ta xem tăng từ 1,1% lên 3,93%. Như vậy trong cái giai đoạn này thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta là tăng 2,83%. Tiếp tục chúng ta theo dõi tiếp từ năm 1960 đến năm 1965, cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta như thế nào? Chúng ta thấy cái đường biểu diễn này nó đi xuống, có nghĩa là cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giảm, và nó giảm bao nhiêu? Nó giảm từ 3,93 xuống còn lại 2,93, có nghĩa là giai đoạn này là giai đoạn mà cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giảm 1%. Tiếp theo giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1970 thì chúng ta theo dõi cái đường biểu diễn về cái tỷ lệ gia tăng dân số này, chúng ta thấy nó lại có chiều hướng đi lên. Có nghĩa là nó tăng, và nó tăng bao nhiêu? Tăng từ 2,93 lên 3,24. Như vậy ở cái giai đoạn 3 này thì chúng ta thấy cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên tăng 0,31%. Rồi bắt đầu từ năm 1970 cho đến năm 2017 thì chúng ta thấy cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta như thế nào các em?
cái đường biểu diễn này bắt đầu nó đi xuống dần, có nghĩa là cái tỷ lệ gia tăng dân số nó giảm, và giảm bao nhiêu phần trăm, đó là 2,43%. Như vậy, từ cái biểu đồ về cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên này, chúng ta rút ra một cái nhận xét, đó là cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta đang có xu hướng giảm dần. Và chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi kế tiếp là giải thích vì sao lại có cái sự thay đổi như vậy. Ai có thể giải thích được nguyên nhân vì sao lại có sự thay đổi như vậy? Đó là nhờ thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Nhờ có thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình mà cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta đã giảm dần như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi kế tiếp. Rõ ràng qua hai cái biểu đồ thì chúng ta thấy biểu đồ thứ nhất, dân số nước ta ngày càng tăng. Nhưng mà qua đến cái biểu đồ thứ hai thì chúng ta thấy cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giảm. Vậy vì sao cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giảm nhưng mà dân số vẫn tăng nhanh? Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Vì sao tỷ lệ gia tăng dân số giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh? Là do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là do cái quy mô dân số của nước ta trước đó là đã lớn rồi. Tiếp theo đó là cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta cao trong một cái khoảng thời gian dài, nên nước ta có cơ cấu dân số trẻ, và cái nhóm tuổi trong cái độ tuổi lao động, tức là ở độ tuổi từ 15 cho đến 59 tuổi chiếm tỷ trọng cao, và do đó cái lứa tuổi sinh đẻ và cái tiềm năng sinh đẻ ở nước ta cao. Vì vậy chúng ta có thể giải thích được câu hỏi ở trên là vì sao tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh. Tiếp theo đó chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi này, và câu hỏi này hồi nãy cô cũng đã nói sơ qua là dân số đông và dân số tăng nhanh sẽ gây ra những cái hậu quả gì đối với việc phát triển kinh tế, xã hội cũng như tài nguyên và môi trường. Cô đọc lại câu hỏi, dân số đông và tăng nhanh sẽ gây ra những cái hậu quả gì đối với việc phát triển kinh tế, xã hội cũng như là đối với tài nguyên và môi trường. Sau đây chúng ta sẽ quan sát một cái sơ đồ. Chúng ta thấy là dân số tăng nhanh và ngày càng đông thì sẽ gây ra rất nhiều khó khăn về vấn đề ăn, mặc, ở, học hành, y tế và việc làm. Và như vậy sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho xã hội, và nhà nước lo giải quyết những cái vấn đề xã hội này thì sẽ làm chậm quá trình phát triển kinh tế của đất nước, hay nói cách khác là dân số đông sẽ gây nên cái sức ép về xã hội cũng như là gây sức ép về kinh tế. Bên cạnh đó, dân số tăng nhanh thì cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước ngày càng khai thác càng ngày càng nhiều, dẫn đến cái tình trạng là cạn kiệt dần cái nguồn tài nguyên ở nước ta, và dân số đông thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, đặc biệt là môi trường không khí. Ô nhiễm không khí cũng như là nguồn nước. Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng là dân số tăng nhanh và dân số đông nó đem đến nhiều khó khăn hơn là thuận lợi. Vậy thì để khắc phục cái tình trạng mà dân số tăng nhanh thì chúng ta cần áp dụng biện pháp gì? Nhằm làm giảm cái sức ép về dân số đối với xã hội, kinh tế cũng như tài nguyên và môi trường thì chúng ta cần áp dụng biện pháp gì nè? Đó là thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Vậy các em có biết chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình là như thế nào hay không nè? Chúng ta theo dõi hai cái bức tranh này. Khi các em đi ra đường, thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy những cái khẩu hiệu như thế này trên các áp phích, hoặc là chúng ta đi về quê chúng ta cũng thấy trên đường có những cái bảng quảng cáo
không nè, và trên những cái biển đó có những cái hình ảnh hoặc những cái khẩu hiệu như sau, như là dù gái hay trai chỉ hai là đủ, hoặc là khẩu hiệu chỉ đẻ một hoặc hai con để xây dựng gia đình và bản làng ấm no hạnh phúc. Hoặc là chúng ta sẽ gặp thêm một số những cái khẩu hiệu tuyên truyền về cái chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, như là dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc, hay là không kết hôn sớm, đẻ ít, đẻ thưa để nuôi dạy con cho tốt. Hoặc là cái khẩu hiệu là thực hiện gia đình ít con để có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Như vậy cô nhắc lại để nhằm làm giảm sức ép của dân số đối với xã hội, kinh tế cũng như tài nguyên và môi trường, thì người dân, đặc biệt là các cặp gia đình, nên chỉ sinh từ 1 đến 2 con. Có nghĩa là thực hiện chính sách để làm giảm sức ép về dân số. Như vậy là chúng ta biết là lợi ích của việc giảm tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta về kinh tế và xã hội và môi trường, đó là những cái lợi ích gì nè. Việc giảm tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta sẽ nhằm nâng cao cái chất lượng cuộc sống, góp phần đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập đầu người và làm giảm áp lực về tài nguyên và môi trường. Đó là nội dung thứ hai của bài. Bây giờ chúng ta lại phân tích tiếp một cái bảng số liệu kế tiếp như sau. Đây là cái bảng số liệu về cái tỷ lệ gia tăng tự nhiên của các vùng trong nước của nước ta qua các năm. Trong bảng số liệu này chúng ta thấy có 4 năm: 1999, 2009, 2015 và 2017. Chúng ta nhìn qua các năm thì chúng ta thấy cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm nè. Năm 99 là 1,43, 2009 là 1,08, năm 2015 là 0,94 và 2017 là 0,81. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta là có xu hướng giảm dần qua các năm. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở thành thị và nông thôn, thì chúng ta thấy số dân cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thành thị và nông thôn cũng có xu hướng giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, nếu chúng ta so sánh giữa thành thị và nông thôn thì chúng ta thấy, đặc biệt là năm 1999 nè, chúng ta thấy thành thị có cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 1,12%, còn ở nông thôn là 1,52%. Và qua các năm 2009, 2015 và 2017 thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên giữa thành thị và nông thôn có sự khác biệt nhau, không đồng đều mà có sự chênh lệch, có sự khác biệt nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh giữa các vùng. Ở đây chúng ta thấy nước trong cái bảng số liệu này thể hiện 7 vùng kinh tế của nước ta. Vùng kinh tế thứ nhất đó là Trung du miền núi Bắc Bộ, được chia ra làm hai tiểu vùng, đó là Tây Bắc và Đông Bắc. Vùng thứ hai là đồng bằng sông Hồng, vùng thứ ba là Bắc Trung Bộ, vùng thứ tư là Duyên Hải Nam Trung Bộ, vùng thứ năm là Tây Nguyên, vùng thứ sáu là Đông Nam Bộ và vùng thứ bảy là đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta thấy qua 4 năm, đầu tiên là năm thứ nhất, năm 1999 nè, chúng ta theo dõi các cái số liệu thì chúng ta thấy cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên giữa các vùng có sự khác biệt nhau. Tương tự như vậy, chúng ta xem năm 2009 cũng vậy, năm 2015 và năm 2017 cũng vậy. Cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các vùng là có sự khác biệt nhau. Thế thì bây giờ các em sẽ tìm trên cái bảng này và cho cô biết coi, trong 7 vùng kinh tế thì vùng nào có cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất và vùng nào có cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất. Chúng ta lần lượt theo dõi nha. Năm 1999 nè, thì chúng ta thấy cao nhất đó là Tây Bắc thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ nè. Thấp nhất đó là đồng bằng sông Hồng. Tiếp theo năm 2009 thì chúng ta cũng thấy là
Tây Bắc cũng có số liệu cao nhất là 1,61% trong các vùng. Và cái vùng có cái mật có cái tỷ lệ tăng dân số tự nhiên thấp đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây, vùng đồng bằng sông Cửu Long là 0,92%. Sang đến năm 2017 thì chúng ta thấy cũng là vùng Tây Bắc của Trung du miền núi Bắc Bộ là chiếm 1,6% là vùng có cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất, và cái vùng thấp nhất đó là đồng bằng sông Cửu Long 0,41%. Và đến năm 2017 thì chúng ta vẫn thấy là Tây Bắc là nơi mà có cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta thuộc vào loại cao cao nhất. Rồi sau đó chúng ta xem tiếp coi kế tiếp cái vùng mà có cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao đứng hàng thứ hai đó là Tây Nguyên. Nãy giờ chúng ta theo dõi Tây Nguyên cũng là một cái vùng mà có cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên đứng vị trí thứ hai ở trong 7 vùng kinh tế này. Và là vùng có cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất cũng là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vậy qua cái bảng số liệu này, chúng ta rút ra một cái kết luận đó là cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên có sự khác nhau giữa nông thôn và thành thị, và có sự khác nhau giữa các vùng kinh tế trung du và miền núi. Thì là nơi có cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thuộc vào loại cao, và vùng đồng bằng, đặc biệt là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là thì chúng ta thấy cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thuộc vào loại thấp. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái nội dung của cái phần thứ nhất và phần thứ hai trong bài. Như vậy mà các em chúng ta ghi nội dung bài vào trong tập các em nha. Chúng ta tìm hiểu tiếp nội dung thứ ba của bài, đó là phần cơ cấu dân số. Mời các em theo dõi tiếp một cái bảng số liệu. Đây là bảng cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính ở nước ta qua các năm. Bảng số liệu này chúng ta thấy có 5 năm: 1979, 1989, 1999, 2009 và 2019. Bây giờ chúng ta lần lượt phân tích từng ý một nha. Theo nhóm tuổi, chúng ta theo dõi cái cột bên tay trái nè. Theo nhóm tuổi thì trong bảng số liệu này chúng ta thấy có 3 nhóm tuổi. Nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi, cô gọi nhóm tuổi này là dưới lao động hay còn gọi là trẻ em á. Và cái độ nhóm tuổi thứ hai là ở độ tuổi từ 15 đến 59, đây là độ tuổi lao động. Và nhóm thứ ba đó là nhóm có cái độ tuổi là từ 60 tuổi trở lên, đây là những người già ngoài sức lao động. Như vậy bây giờ chúng ta theo nhóm tuổi trước nha. Chúng ta để ý cái tỷ lệ các cái nhóm tuổi theo số nam và số nữ á, thì chúng ta thấy như thế nào nè. Đầu tiên chúng ta sẽ xem coi, chúng ta sẽ phân tích hàng ngang trước. Ở mỗi năm chúng ta thấy người ta có chia ra số nam và số nữ, đều chia ra là số nam và số nữ hết. Không nè, chúng ta theo dõi số nam trước nè. Số nam năm 1979 là 21,8%, là số nữ là 20,7%. Như vậy là số nam nhiều hơn nữ. Tương tự như vậy, chúng ta xem tiếp năm 1989, chúng ta cũng thấy là số nam là 20,1%, số nữ là 18,19%. Như vậy chúng ta cũng thấy là số nam nhiều hơn số nữ. Tương tự như vậy, chúng ta xem tiếp 3 cái năm kế tiếp nữa thì rõ ràng chúng ta thấy số nam luôn nhiều hơn số nữ. Tiếp tục qua đến cái nhóm thứ hai là nhóm ở độ tuổi lao động từ 15 đến 59 tuổi. Chúng ta theo dõi coi
Số nam năm 1979 là 23,8%. Số nữ là 26,2 phần à, xin lỗi là 26,6%. Như vậy là chúng ta thấy là năm 1979 nè, số nữ lại nhiều hơn số nam. Và tiếp tục năm 89 thì chúng ta lại thấy số nữ cũng nhiều hơn số nam. Và năm 99 cho đến năm năm 1999 thì cũng là số nữ nhiều hơn số nam. Tương tự như vậy, chúng ta theo dõi tiếp năm 2009 và năm 2019, số nữ nhiều hơn số nam. Rồi bây giờ chúng ta theo dõi tiếp cái nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba từ năm 1979 cho đến năm 2019 thì chúng ta thấy là số nam ít hơn số nữ, hay nói cách khác là số nữ nhiều hơn số nam. Vậy ai có thể giải thích được cho cô biết là vì sao lúc sinh ra thì nam nhiều hơn nữ mà khi lúc lớn lên thì nữ lại nhiều hơn nam? Ai có thể trả lời cho cô câu hỏi này nè? Vì sao lúc sinh ra thì nam nhiều hơn nữ nhưng mà lúc lớn lên cho đến về già thì là nữ là nhiều hơn nam? Có rất nhiều nguyên nhân để giải thích cho câu hỏi vừa rồi. Nguyên nhân thứ nhất đó là nam giới thường hay tham gia quân đội, đi chiến đấu, rồi khi tham gia chiến đấu, khi tham gia chiến tranh như vậy thì cũng có một số người người ta chết do chiến tranh. Nguyên nhân thứ hai nữa đó là nam thường hay tham gia vào các cái hoạt động nặng nhọc, những cái công việc nguy hiểm và nặng nhọc, nên là cái sức khỏe của người nam thường bị giảm đi và cái tuổi thọ của người nam cũng giảm đi. Do đó là chúng ta có thể lý giải được vì sao mà càng về lớn tuổi thì số nam ít hơn số nữ. Còn một cái nguyên nhân nữa là nam giới thường hay uống rượu bia, cờ bạc, rồi thậm chí là đua xe, hút thuốc lá, vân vân, ảnh hưởng đến sức khỏe. Và đó chính là ba nguyên nhân chính chúng ta có thể lý giải được là tại sao khi về già thì số nam lại ít hơn số nữ. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi kế tiếp. Vậy thì trong ba nhóm tuổi, nhóm dưới lao động, nhóm lao động và nhóm trên lao động, hay còn gọi là ngoài lao động, thì theo em nhóm nào là nhóm lệ thuộc? Nhóm nào là nhóm lệ thuộc? Đó là nhóm từ 0 đến 14 tuổi, đó là trẻ em phải lệ thuộc vào cha mẹ, lệ thuộc vào người lớn. Và nhóm thứ hai nữa thì chúng ta thấy nhóm thứ hai đó là cái nhóm ngoài lao động nè, là những người già đó, sống phụ thuộc vào con cái. Như vậy là cái nhóm dưới lao động và ngoài lao động là nhóm tuổi phụ thuộc các em nhé. Nhưng mà chúng ta theo dõi trong ba nhóm, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ chúng ta xem tỷ lệ nam và tỷ lệ nữ ở cái nhóm tuổi nào chiếm tỷ lệ cao. Trong ba nhóm tuổi thì chúng ta thấy nhóm tuổi từ 15 tuổi cho đến 59 tuổi là chiếm cái tỷ lệ cao. Chiếm tỷ lệ cao. Và chúng ta thấy cái nhóm tuổi từ 15 tuổi cho đến 59 tuổi này nè, qua các năm, từ năm 1979 cho đến năm 2019 thì chúng ta thấy các số liệu có chiều hướng tăng dần lên. Có nghĩa là cái tỷ lệ lao động tăng, ngày càng tăng. Và chúng ta xem tiếp cái nhóm kế tiếp đó là cái nhóm dưới lao động nè. Cái nhóm dưới lao động thì chúng ta thấy cái tỷ lệ số nam và số nữ qua các năm chúng ta thấy như thế nào các em? Giảm dần. Giảm dần. Rồi kế đến đó là cái nhóm tuổi ngoài lao động. Cái nhóm tuổi ngoài lao động thì chúng ta thấy số liệu nè. Tiêu biểu là năm 1979 nè, là số nam là 2,9, đến năm 89 là 3,2, đến năm 99 là 3,4. Đến năm 99 là 2009 là 3,5,
và năm 2019 là 5,0. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng số nữ cũng tương tự như vậy nè. Cái tỷ lệ ngoài lao động tăng về tỷ lệ, cái nhóm ngoài lao động tăng về tỷ lệ. Như vậy qua ba nhóm thì chúng ta thấy là cái nhóm lao động và nhóm ngoài lao động tăng tỷ lệ, còn cái nhóm dưới lao động giảm về tỷ lệ. Và vì sao cái nhóm dưới lao động giảm tỷ lệ thì hồi nãy cô có nói qua là nhờ thực hiện cái chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đó, nên là cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giảm. Và chúng ta lý giải tại sao cái nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi giảm tỷ lệ là như vậy. Như vậy thì rõ ràng trong ba nhóm mà dân số thì chúng ta thấy cái nhóm ở cái độ tuổi từ 15 đến 59 tuổi là cái nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Do đó là cái cơ cấu dân số của Việt Nam chúng ta thuộc vào loại trẻ. Các em nhớ nha, cơ cấu dân số của Việt Nam thuộc vào loại trẻ. Bây giờ chúng ta theo dõi tiếp một bảng số liệu nữa. Cũng là cái bảng số liệu cũ nhưng mà chúng ta sẽ phân tích tiếp cái số liệu nằm ở cái cột dưới cùng nè, là số tổng nè. Số tổng nè. Như vậy thì chúng ta xem coi giữa số nam và số nữ, giữa cái giới tính á, cái giới tính, cái tỷ lệ giới tính á, nam và nữ, thì chúng ta thấy năm 1979 nè, số nam là cái giới tính nam á, là 48,5%, còn nữ là chiếm 51,5%. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây rõ ràng là chúng ta thấy là cái số nữ nhiều hơn số nam và nhiều hơn là 3%. Đến năm 1989 thì chúng ta thấy số nam là 4, cô xin lỗi, là 48,7%, còn số nữ là 51,3%. Rõ ràng chúng ta thấy số nữ nhiều hơn số nam và nhiều hơn là khoảng 2,6%. Tiếp tục năm 1999 thì chúng ta thấy cái số nam là 49,2%, số nữ là 50,8%, và như vậy là số nữ nhiều hơn số nam là 1,6%. Tương tự như vậy, năm 2019 chúng ta cũng thấy số nữ nhiều hơn số nam và nhiều hơn là 1,2%. Và năm 2019 thì chúng ta thấy số nữ cũng nhiều hơn số nam. Tuy nhiên, cái số nữ chỉ nhiều hơn số nam là 0,4% thôi. Như vậy thì chúng ta thấy từ năm 1979 đến năm 2019 thì cái tỷ số giới tính của nước ta đang có sự thay đổi dần, đang tiến dần về mức cân bằng. Đang tiến dần về mức cân bằng. Cô nhắc lại là cái tỷ số giới tính của dân số nước ta là bắt đầu có sự thay đổi qua các năm và đang đến tiến đến cân bằng tỷ số giữa nam và nữ. Và cái tỷ số giới tính của nam và nữ này nó có sự khác biệt nhau giữa thành thị và nông thôn cũng như là giữa các vùng với nhau. Và cái tỷ số giới tính này thường thấp ở những nơi có cái luồng xuất cư và thường cao ở những nơi có luồng nhập cư. Vậy thì theo em, thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nguồn những có cái luồng nhập cư nhiều hay là luồng xuất cư nhiều? Ở Việt Nam là nơi có luồng nhập cư nhiều và có thể nói là một trong những vùng nhiều nhất ở Việt Nam chúng ta đó. Bởi vì sao các em? Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là được xem là trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của phía Nam, là một cái trung tâm văn hóa kinh tế chính trị lớn ở phía Nam, và nơi đây tập trung rất nhiều những cái trường đại học, những cái bệnh viện, những cái viện khoa học nghiên cứu
Và đây là một cái nguyên nhân khiến cho có rất nhiều những cái người dân từ các tỉnh lên thành phố, đặc biệt là những cái học sinh sinh viên lên thành phố để học ở các trường đại học. Và khi mà họ học xong đại học thì có một số người người ta cũng không về quê, người ta bám trụ lại thành phố người ta làm việc. Và điều này giúp chúng ta có thể giải thích được là tại sao cái số dân của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng nhanh là do có nhiều luồng nhập cư từ các cái tỉnh, từ các cái vùng khác đến. Như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu cái nội dung thứ ba, đó là cơ cấu dân số của Việt Nam. Bây giờ mời các em ghi cái nội dung thứ ba này vào trong tập. Nhớ nhá, theo độ tuổi thì dân số nước ta có cơ cấu trẻ nhưng mà đang có sự thay đổi dần, tỷ lệ trẻ em thì giảm, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động và trên lao động tăng. Còn theo giới tính thì có sự khác biệt nhau giữa các địa phương. Bây giờ cô có một cái bài tập nhỏ để cho các em làm bài tập ở nhà. Và trong cái bài tập này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là các em tính tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm và nêu nhận xét. Như vậy chúng ta tính bằng cách nào? Cô sẽ cho các em một cái công thức để tính. Cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên, các em lưu ý là tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên đơn vị là phần trăm nha. Còn sẽ bằng tỷ xuất sinh và trừ cho tỷ xuất tử. Tỷ xuất sinh ở đây là phần nghìn, tỷ xuất tử cũng đơn vị là phần nghìn, chia cho 10. Như vậy thì chúng ta sẽ lần lượt tính 1, 2, 3, 4, 5, 6, có tất cả là 6 năm. 6 năm thì các em sẽ cho cô 6 cái đáp số. Cô nhắc lại là muốn tính tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thì chúng ta sẽ lấy tỷ xuất sinh trừ cho tỷ xuất tử và chia 10 thì sẽ ra kết quả. Sau khi các em có kết quả của 6 năm rồi thì bắt đầu các em sẽ cho cô nhận xét coi từ năm 1979 cho đến năm 2019 thì cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta có thay đổi hay không và thay đổi theo chiều hướng như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ làm tiếp câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng dân số tự nhiên của nước ta năm 1979 và năm 2019. Các em lưu ý là cái bảng số liệu này nè, nó có tới 6 năm lận, nhưng mà ở đây cô cho các em vẽ biểu đồ chỉ có 2 năm thôi, đó là năm 1979 nè và năm 2019. Bây giờ các em về các em suy nghĩ xem là chúng ta sẽ vẽ cái biểu đồ này như thế nào nha. Các em hình dung đầu tiên là cái biểu đồ chúng ta sẽ có hai cái trục, là trục thẳng đứng á, nó sẽ thể hiện tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên, và cái trục nằm ngang này thì nó sẽ biểu thị các năm. Biểu thị các năm chúng ta chỉ có vẽ có 2 năm thôi, là năm 1979 nó nằm ngay, năm 1979 là nó nằm ngay cái điểm giao nhau của hai trục luôn đó. Và sau đó là chúng ta sẽ vạch một cái vạch để đánh dấu năm 2019, chúng ta sẽ vẽ một đường tỷ xuất sinh và một đường tỷ xuất tử. Các em hãy thử làm bài tập này ở nhà, rồi qua giờ sau cô sẽ lên lớp, cô sẽ sửa bài, các em sẽ kiểm tra xem mình làm xem có đúng hay không nhé. Các em lưu ý một điều là ở cái bài 1 cô cũng cho các em một cái bài tập nhỏ, và ở cái bài tập 2 này, cái bài số 2 này thì cô cũng cho các em một cái bài tập nhỏ, các em phải làm đầy đủ. Và cô sẽ quy định nha, các bài kiểm tra của các em dù các em làm đúng hay làm sai các em đều phải làm, và sau mỗi tuần thì các em sẽ nộp lại bài cho cô. Còn nộp bài với cái hình thức như thế nào thì cô sẽ thông báo với các em sau. Như vậy là các em về nhà các em làm bài tập đầy đủ các em nhé. Đây là cái phần mà cô dặn các em làm bài ở nhà, là các em hoàn tất cái bài tập mà cô giao, sau đó các em học bài và xem trước cái nội dung bài 3 các em nhé. Như vậy là
Nội dung bài học ngày hôm nay đến đây là hết. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt. Cô chào các em nhé.